Xin chào hết tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu workman của một người chơi. Tôi là Hoàng, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và xin gửi lời chào đến tất cả các bạn bè ở Việt Nam, các bạn bè quốc tế, các bạn có xem cái video này, và đặc biệt các bạn có follow cái kênh của mình. Xin chúc các bạn có một ngày mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay tiếp tục trên cái kênh giới thiệu workman của mình, thì tôi sẽ giới thiệu chiếc workman FX855. Thì trước tiên thì tôi sẽ phát ra chức năng cassette hai chiều và test cái chức năng radio của chiếc workman này. Sau đó tôi sẽ đi giới thiệu chiếc workman này các bạn ha. Rồi, tôi sẽ phát cái chức năng cassette. Là lần bạn ra khơi sâu tâm nhập ngũ. Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bóng mây, ở đây êm vắng thương người còn ta với trời. Thời gian vào đêm rừng sao là nếm coi thương đang đôi cỏ quên, tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những có mây đang dấu chân tròn đường tim bước mòn. Giờ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình. Nhiều khi trong giấc mong mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại cùng tình yêu lắm bầy nhân gian, để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây. Thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả đưa
đón em sớm chiều. Trên lối đi về không còn thiếu. Chọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Rồi tôi tắt, tôi phát cái radio các bạn. Minh Kim cũng nhớ đến một cái dự án khác của anh, đó chính là Sài Gòn Mơn Mình. Dạ thì là Chợ Nổi Mơn Mình không ạ? À? Khi mà chúng ta đã bắt được rất nhiều khoảnh khắc như vậy. Anh nghĩ cái chiếc quạt mai này nó dò đài cái nút bên trong, lát nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn cái nút dò đài các bạn ha. Bây giờ tôi đi vào phần mô tả cái chiếc quạt mai này, nó có những cái thông tin gì. Thì trong kênh của mình thì tôi cũng đã giới thiệu một chiếc quạt mai FX855 rồi. Và hôm nay tôi sẽ quay trở lại giới thiệu chiếc quạt mai này. Thì Sony Walkman FX855 được phát hành của Sony vào năm 2001 các bạn. Máy có 3 màu bạc, đỏ và màu xám. Kích thước hình hào của chiếc máy Walkman này chiều dài là 108,7, bề ngang của máy là 80mm và máy dày 23,5mm và máy nặng 150g. Và đây là những cái sản phẩm mà cuối cùng của Sony Walkman trước khi Sony Walkman ngưng sản xuất những chiếc Walkman của mình các bạn ha. Đó là những cái thông tin. Thì những cái chiếc Walkman càng ngày tôi mua được nó càng xấu dần các bạn. Và những cái chiếc Walkman đẹp giờ nó khó để mua. Thì tôi vào phần mô tả cái chiếc Walkman này nó có những cái gì. Đầu tiên thì tôi sẽ mô tả về chức năng. Thì chức năng thì chiếc Sony này, Walkman FX855 này nó có chức năng radio AM FM và chức năng phát cassette, có tính năng auto reverse các bạn. Vậy nguồn sử dụng thì chiếc này nó sử dụng pin sạc NiMH bỏ trong thân máy và xài hộp pin. Thì hộp pin này sử dụng dòng AX, GX, FX và RX. Hộp pin này dùng chung rất là nhiều dòng. Đó là chức năng và nguồn sử dụng. Thì bộ này Sony nó phát hành một cái thân chính, một cái điều khiển từ xa và một cái tai nghe và một cái hộp pin. Thì bộ này tôi có đầy đủ luôn các bạn ha. Về thiết kế thì mặt trước này đây là logo Sony, ở dưới này là logo Walkman và tên máy radio cassette player Walkman FX855. Bên tay trái là bố trí Sony, nó bố trí hai nút tua nhanh và lùi nhanh. Bên tay phải là play và stop, và ở đây có nút play. Đó là mặt trước. Mà sau này đây là có một cái cửa sổ bằng hình thang và các cái thông tin về máy Sony Walkman. Mặt dưới là các cái thông tin về máy được dập và nổi trên cái nắp luôn các bạn. Đây là hướng dẫn bỏ pin và ở đây là vị trí bỏ pin sạc NiMH các bạn ha. Và cái hộp pin gắn vô vị trí chỗ này. Rồi, mặt trên thì ở đây là cái vị trí open để chúng ta lấy băng. Các bạn nên nhớ trong này nó có ba cái nút dò đài để nằm ẩn bên trong cái nắp đây các bạn. Tăng tần số, giảm tần số và enter lưu đài ở nắp bên trong. Bên tay trái của máy đây là volume. Ở đây chọn chế độ chạy một chiều, hai chiều. Ở đây chọn chế độ giảm tiếng ồn Dolby NR. Và ở đây là vị trí gắn điều khiển từ xa và tai nghe. Đó là những gì có chiếc Walkman này nó thiết kế các bạn. Rồi, tôi giới thiệu sơ về cái điều khiển từ xa của chiếc Walkman này. Đây là cái điều khiển từ xa dùng cho cái model này các bạn.
Ở đây là có nút đa năng, play đảo chiều stop và tua nhanh và lùi nhanh. Ở đây có một cái màn hình hiển thị nhỏ, ở đây có chế độ chọn âm thanh và ở đây là nút radio. Ở trên này mặt sau thì đây có nút home và ở đây là có volume, đơn giản vậy thôi. Và cái điều khiển từ xa này nó sử dụng chân kim các bạn ha. Rồi, đó là điều khiển từ xa và tai nghe của chiếc Walkman này. Bây giờ tôi đi đánh giá ưu điểm và nhược điểm của chiếc Walkman này các bạn. Về ưu điểm thì đây là một chiếc Walkman tôi phục hồi với cái dòng cuối đời của Sony, cho nên là âm thanh nó khá là hay và nét các bạn ha. Chiếc Walkman hoạt động tốt, điều khiển từ xa, hoạt động đầy đủ các chức năng. Và nhược điểm của chiếc Walkman này là các bạn nhìn, người sử dụng người ta làm trầy xước rất là nhiều. Đây cũng có vị trí trầy nữa các bạn, trong màn hình này cũng có vết trầy và mặt sau thì nó cũng trầy khá là nhiều các bạn ha. Rồi, đó là chiếc Sony Walkman FX855 phát hành của Sony Walkman Nhật Bản năm 2001. Và bộ này có 3 màu: màu bạc, màu đỏ, màu xám. Và rất tiếc rồi, màu đỏ và màu xám tôi không có, chỉ có chiếc màu bạc này thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin tạm biệt hết tất cả các bạn. Và các bạn vui đón những cái video tiếp theo. Và các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi video này. Cảm ơn và tạm biệt hết tất cả các bạn.